Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Dự báo Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Noru. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Noru được dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Dự báo khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13, ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 14. Theo bản tin phát lúc 17 giờ ngày 25 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc, 122,0 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km đi vào Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông trên biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/h, cường độ suy yếu dần. Trước đó, chia sẻ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai triển khai ứng phó bão Noru diễn ra chiều ngày 25 tháng 9, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Noru được dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Tương tự cơn bão Shanshane năm 2006, bão Kesana 2009, bão Molavi năm 2020 từng gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Trung Bộ. Các trung tâm dự báo bão của Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông đánh giá bão Noru ở cấp siêu bão cấp 16 trở lên. Dự báo trong khoảng đêm nay, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, cơn bão Noru đang di chuyển rất nhanh và là cơn bão rất mạnh, có tâm sắc nét, khí áp giảm rất thấp, cấu trúc bão đồng nhất từ mặt đất lên đến độ cao 15 đến 17 km. Trên đường đi của bão Noru, nhiệt độ bề mặt nước biển khá cao và có các điều kiện khí quyển thuận lợi cho quá trình mạnh lên của bão. Khi bão vào Biển Đông, vùng biển này thông thoáng, không có dấu hiệu của không khí lạnh hay các hệ thống thời tiết ảnh hưởng có thể làm cường độ bão suy yếu. Sau khi vào Biển Đông, bão có quá trình mạnh trở lại.
Lúc này, bão ở giai đoạn trưởng thành, bão có khả năng đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía nam của đảo Hoàng Sa với gió giật cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 16. Dự báo khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13, ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 14. Khẩn trương rà soát nơi xung yếu, nhà cửa của người dân trước khi siêu bão Noru đổ bộ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương khẩn trương khảo sát các nơi xung yếu, nhà cửa của người dân, từ đó tính toán thời điểm, thời gian đưa bà con về nơi tránh trú an toàn khi bão Noru đổ bộ vào đất liền. Chiều ngày 25 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó cơn bão Noru đang tiến vào Biển Đông với sức gió đến 183 km/h và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, hồi 10 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 123,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines, khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo chiều nay ngày 25 tháng 9 sẽ đổ bộ vào Philippines, sau đó đêm nay rạng sáng mai 26 tháng 9, bão sẽ vào Biển Đông, đến khu vực biển quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 12, 13, giật cấp 16. Bão mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16 trên Biển Đông vào ngày 27 tháng 9. Từ chiều ngày 27 tháng 9, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Huế, Quảng Ngãi. Khả năng cao khi vào gần bờ, cường độ bão Noru cấp 12, 13. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ, rủi ro rất lớn, là cấp rủi ro thiên tai chỉ đứng sau cấp 5, thảm họa trong thang 5 cấp rủi ro thiên tai. Bão Noru là cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansene tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kesana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molavi tháng 10 năm 2020. Trong 3 ngày vừa qua, các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Hà Tĩnh và Nam Trung Bộ có mưa lớn 100-250mm, một số trạm mưa lớn như Sầm Sơn, Thanh Hóa 332mm, Quỳnh Lưu, Nghệ An 288mm, Xuân Bình, Phú Yên 233mm. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các địa phương đã tổ chức kêu gọi kiểm đếm hướng dẫn cho 57.840 tàu với hơn 300.000 lao động. Đặc biệt, trong 24 giờ tới, theo hệ thống giám sát tàu cá, cần phải kêu gọi 127 tàu trong vùng nguy hiểm, Bình Định 100 tàu, Quảng Ngãi 24 tàu, Quảng Nam 1, Phú Yên 2. Về tình hình nuôi trồng thủy sản, các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có 16.661 ha. Các tỉnh từ Quảng Bình, Bình Thuận ra soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ trên 868.230 người. Trong đó các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán 93.312 hộ trên 368.878 người tùy theo diễn biến của bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý dự báo bão Noru là cơn bão mạnh di chuyển với tốc độ nhanh, ảnh hưởng trên phạm vi rất rộng. Những cơn bão có cường độ lớn cấp 13 đến cấp 16 thì ảnh hưởng rất lớn, nguy cơ gây thiệt hại tới tài sản tính mạng của nhân dân, Phó Thủ tướng nói. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo từ sớm, từ trung ương tới địa phương trong việc ứng phó với bão Noru. Trong đó, công tác dự báo cực kỳ quan trọng. Phải tham khảo rộng rãi tất cả các cơ quan dự báo quốc tế để có đánh giá, dự báo chính xác. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương khẩn trương khảo sát các nơi xung yếu, nhà cửa của người dân, từ đó tính toán thời điểm, thời gian đưa bà con về nơi tránh trú an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền. Các địa phương thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh, thành phố cho đến cấp quận, huyện, xã, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, đảm bảo thời gian bị chia cắt có thể cung ứng kịp thời cho người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Hà Tĩnh, mưa lớn khiến đường quốc phòng bị sạt lở nghiêm trọng, 13 hộ dân phải di dời.
Chiều ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên cho biết mưa lớn nhiều ngày qua khiến đường quốc phòng ở xã Cẩm Lĩnh xuất hiện 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 200 mét, khối lượng đất đá khoảng 150 mét khối. Theo ông Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, sau khi nắm bắt được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo địa phương thuê máy, giải phóng khối lượng đất đá sạt lở trên nhằm đảm bảo lưu thông qua địa bàn nên không ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường. Đồng thời chỉ đạo chính quyền xã Cẩm Lĩnh lắp các biển cảnh báo, làm rào chắn và bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ ở hai đầu tuyến đường tuần tra ven biển qua địa phương này để ngăn cấm người và các phương tiện qua lại, yêu cầu các thôn xóm liên tục phát thanh cảnh báo người dân. Mặt khác, huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo xã Cẩm Lĩnh yêu cầu 13 hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc chân núi ở tuyến đường tuần tra ven biển ký cam kết tuyệt đối không ở lại trông hàng quán và di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ngoài điểm sạt lở tại tuyến đường tuần tra ven biển xã Cẩm Lĩnh, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên còn xảy ra sạt lở dọc bờ sông Ngàn Mọ thuộc thôn Đồng Bào, xã Cẩm Thành, gây đổ tường rào của một hộ dân. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún, gây nguy cơ mất an toàn cao. Huyện Cẩm Xuyên đã phát thông báo đến các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp để ứng phó với bão Noru. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.